Lân rừng bản đồ Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Chiều hôm nay thì em đưa hàng lên với tất cả hàng là trâu của rừng Buôn Đôn mọi người nhé. Chuẩn rừng Buôn Đôn Đắk Lắk để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được lô nào mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Xin nhắc lại số điện thoại 0981088852, kênh Lan rừng bản đồ Minh Lý. Sau đây em đi thẳng vào vấn đề chính luôn để cho mọi người đỡ phải chờ lâu. H1 là một cây trâu lá mít xếp rất đẹp luôn mọi người nhé. Mít xếp chỉ thiên rất tuyệt vời đẹp luôn nhá. Rất là tuyệt vời đẹp. Đây. Cây này lúc sáng em bán với giá là 450k. Một cây trâu lá mít xếp là rất dày tuyệt vời đẹp này. Với giá là 450k. Chiều hôm nay em giảm giá cho mời, giá chỉ còn 400k. 400k cho một cây lá mít xếp chỉ thiên này. H1 400k. H2 đây một cây trâu lá mít xếp tiếp theo. Đây. Rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn mọi người nhá. Rất đã luôn, rất to luôn mọi người nhá. Ai chốt cây này với giá là 300k. 300k cho cây này. H2. H3. Đây. Một cặp anh em dị dạng này. Đấy, cặp anh em dị dạng này. Mọi người xem, lá đây, lá ở dưới nó xoắn tít luôn. Lá này nó ngoặt nhọn như thế này luôn. Đấy, ngoặt nhọn này, rất là đã hay. Đây, cái lá trên này cũng đang nhọn đây. Đấy, sọc chỉ rõ ràng, rất tuyệt vời đẹp nhá. Cặp anh em bám vào nhau như thế này, rất đẹp luôn. Lúc sáng em bán với giá là 500k. Chiều hôm nay em giảm giá cho mọi người, giá chỉ còn 400k nhá. 400k. Tiếp theo, đây một cây đẹp nhất của ngày hôm nay. Cây đẹp nhất của ngày hôm nay, một cây lá xếp, lá từ gốc đến ngọn luôn, 3,5 cặp lá, rất to mọi người nhá, rất to, rất đẹp luôn. Đây, mọi người xem, cây rất to, rất đẹp nhá. Tuyệt vời luôn. 1 2 3 1 2 3, 3,5 cặp lá, sọc chỉ rõ ràng. Tuyệt vời đẹp này. Ai chốt cây này với giá là 700k. 1 gang, 2 gang. Đây mọi người xem. Bộ rễ đây. 700k cho H4 này. Lá từ gốc đến ngọn luôn nhá. H4. H5. H5. Một cây lá mít xếp rụt luôn. Lá mít xếp rụt luôn mọi người nhá. Đấy mọi người xem. Cây lá mít xếp rụt này. Rất đã luôn. 1, 2, 3. 3,5 cọc lá. Lá từ gốc đến ngọn luôn nhá. Từ gốc đến ngọn luôn, một cây lá mít xếp rụt. Ai chốt cây này với giá là 400k. 400k cho H5. H6, một cây trâu rất là to, lá cứng, xếp mít tuyệt vời đẹp này. Đây. Cây này mùa nắng vừa rồi thì nó đã cái lá này, hai cái lá dưới này nó bị cháy rừng, táp lửa vào nhá. Còn bây giờ nó khô khan hết rồi, không ảnh hưởng gì nữa. Cây rất to luôn nhá. Ai chốt cây này với giá là 300k. 300k. Đấy, cây rất to luôn. Tiếp theo H7, một cặp trâu mít. Một cặp trâu mít rất to luôn nhá. Cặp trâu mít rất to mọi người này. Đấy, cặp mít rụt rịt luôn này. Đã chưa? Đây mọi người xem. Một cặp to như thế này, giá chỉ có là 450k. 450k cho hai cây. Chân dài nhá. Chân dài. 450k. Tuyệt đẹp luôn nhá. Tiếp theo H8. H8 một cây này. Cây này thì rất đỉnh, lá rất dày. Rất dày luôn nhá. Rất to, rất dày. Mọi người về chăm sóc nó tiếp tục lên làm mới. Cây này là nó chiều dài của nó cũng rất là cao rồi, tính tuổi cũng rất là nhiều tuổi rồi nhá. Nó cong vòng như thế này. Đấy. Rất đẹp. Ai chốt cây này? Đấy, dáng đứng bến tre mọi người nhá. Với giá là 250k. H8. 250k. H9. H9. Đây một cặp trâu dị dạng. Lá nhăn này. Một lá này không nhăn thôi, lá ngọn này cũng nhăn, lá dưới cũng nhăn, lá nhọn, đầu nhọn nhá, mít rụt rịt đầu nhọn này. Đấy, một cây. Một cây nhá. Và cây thứ hai, đây một cây lá mít nhọn. Lá mít nhọn nhá. Đấy. Ai chốt cặp này, em để giá cho mọi người với giá là chỉ có 300k một cặp trâu dị dạng này. Đấy. Cặp trâu dị dạng này, 300k. 300k cho hai cây này. H9. H9 nhá. H10. H10. Tiếp theo ba cây trâu mít rất đẹp luôn.
rất đẹp luôn. Một cây, hai cây mít rụt rịt này, rất đã luôn. Và cây này cây thứ ba, ba cây trâu mít này với giá là 300k H10. H11, một cặp trâu mít, một cặp trâu mít rất to. Đây mọi người xem. Đấy. Rất đã luôn nhá. Một cây, một cây. Cây thứ hai, đây. Tròn xoe luôn, rất đẹp. Ai chốt cặp này với giá là 250k. H11 250. H12, một cây trâu lá xếp rất là to. Rất là to mọi người nhá. Một gang này, hai gang còn thừa như thế này. 1 2 3 ba cặp lá, lá rất cứng, rất dày, lá xoắn nữa, sọc chỉ rõ ràng, rất đã nhá. Ai chốt cây này với giá là 250k. H12. H13 gồm có ba cây trâu. Bản lá to, lá cứng, lá ngắn, rất đẹp luôn. Một cây, hai cây, ba cây. Ba cây này với giá là 250k. 250k cho ba cây này. H13 250k. H14, một cặp trâu mít, một cặp trâu mít rất to. Một cây mít rụt rịt luôn. Đấy, một cây. Cây thứ hai, đây, rất đẹp nhá. Rất đẹp luôn, rụt rịt luôn. Cặp này với giá là 300k. 300k. H14. H15 tiếp tục một cặp trâu mít. Đây, một cây này. Cây này thì lá nó lên mơn mởn quá cho nên nó hơi yếu nhá, hơi yếu. Một cây. Và cây này đặc biệt chỉ có cây này thôi. Đấy. Cây này thuộc dòng Mitsu luôn mọi người nhá, thuộc dòng Mitsu nhá. Đấy. Ai chốt cây này chẳng qua cây phụ trợ thôi nhá. Đấy. Phần chính là cây Mitsu này. Đấy. Hai cây mít chân dài này với giá là 250k. 250k. H15. H16, một cây mít rụt rịt. Cây mít rụt rịt luôn, rất to. Rụt rịt luôn mọi người nhá. Rất đẹp này. Rất to, rất đẹp luôn. Lá tròn xoe nhá. Lá tròn xoe rất đã này. Ai chốt cây này với giá là 300k. H16. Tiếp theo H17, một cây mít tiếp theo nữa nhá. Một cây mít rất đã luôn. Cũng là rụt rịt luôn. Bản lá rất to, sọc chỉ rõ ràng. Đấy, một cây mít rất đã luôn. Lá ngắn nhá, lá ngắn. Rất đẹp, rất đẹp. Ai chốt cây này cũng có giá là 300k. H17. H18, tiếp theo một cây trâu rất to. Rất to nhá. Lá dày cộp luôn. Bản lá mít luôn mọi người nhá, bản lá mít luôn đấy. Đấy. Cây rất to, rất đẹp này. 2,5 cặp lá. Ai chốt cây này với giá chỉ có 200k. 200k nhá. H18. H19, một cây trâu lá xếp cũng rất là to. Cây trâu lá xếp rất là to. Đấy, mọi người xem, rất đẹp nhá. Ai chốt cây này cũng có giá là 200k. Chỉ có 200k được cây trâu này Tết chơi hoa rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo H20. 20, ba cây lá cứng lá ngắn này. Ba cây lá cứng lá ngắn rất đẹp này. Một cây. Một cây nhá. Hai. Đây. Và đây là ba. Ba cây lá cứng lá ngắn bản lá mít này với giá là 250k. H21, ba cây rất to. Ba cây to nhá. Đây. Một cây. Hai cây. Và cây này cây thứ ba, ba cây. Ba cây này với giá là 250k. H21 250k. H22, đây đơn này gồm có là 5 cây. Một này. Một. Cây này là giống lá mít mọi người nhá. Hai, cây này giống lá lướt này. 3, đây giống lá mít này. 4. Và đây là 5. Chỉ có 250k được 5 cây này về trồng một chậu rất tuyệt vời luôn. Chậu trồng được 2 chậu luôn nhá. Hoặc là trồng được 5 chậu, mỗi cây một chậu thì được 5 chậu. 250k thôi nhá. H22. H23, một cây lá xếp rất to. Một cây lá xếp rất là to luôn mọi người nhá. Rất là to luôn. Đấy, mọi người xem cây từ bên này sang bên này luôn nhá. 2,5 cặp lá rất đẹp. Đấy, ai chốt cây này giá chỉ có 200k. H23. H24. Đây một tiếp tục một cây trâu lá xếp rụt rịt luôn nhá. Lá xếp rụt rịt này. Ai chốt cây này? Cây này thì ở đây bị con sâu nó cắn một chút đây thôi mọi người nhá. Một chút đây. Đấy.
Lá nó cắn một chút đây. Đấy, không vấn đề gì hết nhá. Đấy, ai chốt cây này với giá là 200k. 200k nhá. H25. Đây một cặp trâu rất to, một cặp rất to luôn. Đấy, rễ xồm xoàm như thế này. Đây, một cặp rất to, rất đẹp luôn. Ai chốt cặp này cũng có giá là 250k. 250k nhé. H25. H26, đơn này gồm có 5 cây. 5 cây này. 5 cây. 1 này, xếp rụt rịt luôn. 2 đẹp nhá. 3 4 và đây là 5. 5 cây như thế này, giá chỉ có là 250k nhá. 250k cho 5 cây. H26. H27 tiếp theo 5 cây. 1 2 3 4 và đây là 5. 5 cây này giá cũng là 250k. H27. H28 đơn này gồm có cũng là 5 cây. Cũng là 5 cây to luôn. 1 2 3 4 5 5 cây này cũng là 250k. H28. H29 một cặp chân dài, một cặp trâu chân dài, lá cứng chỉ thiên rất tuyệt vời luôn nhá. Một cây này rất đẹp luôn, chân dài này, hai cặp lá này. Tiếp tục cây thứ hai, cây này cũng là hai cặp lá này. Đấy, rất đẹp luôn, chân dài nhá. Cặp chân dài lá chỉ thiên này với giá là 250k. H29. H30. H30 đơn này gồm có 5 cây. 5 cây nhá. 5 cây chân dài. 1 2 3 đấy, lá mít luôn. 4 5 5 cây như thế này, giá chỉ có 250k. 250k H30. H31 tiếp tục 5 cây, một đơn 5 cây. 1 rất là đều nhau nhá. 1 2 3 4 và đây là 5. 5 cây này với giá cũng là 250k. H31. H32 đơn này gồm có 7 cây. 7 cây nhá. 1 lá toàn lá mít không. 2 đấy, tròn xoe luôn nhá. 3 4 5 6 7 đấy, 7 cây rất đẹp này với giá là 250k. H32. H33 đơn này cũng là 7 cây. 7 cây rất đẹp luôn. 1 2 3 4 rụt rịt luôn nhá. 5 6 và đây là 7. Đấy, 7 cây này cũng là 250k. H33. H34. 34 đơn này gồm có là một đơn thanh lý mọi người nhá. Hôm nay em có hai đơn thanh lý. Đơn này gồm 10 cây. 10 cây thanh lý mọi người nhá. Hàng là này là gồm có là kiểu cháy rừng. Nó táp nhưng mà bây giờ nó lên lá này, mưa xuống nó lên lá đẹp rồi nhá. Đấy. Như thế này hết. Đấy, hàng thanh lý mà như thế này tuyệt vời đẹp rồi. Đây nhá. Tổng toàn bộ ở đây là 10 cây. 10 cây tất cả mọi người nhá. 10 cây này ai chốt với giá là 250k. H34. H35 tiếp tục cũng một đơn thanh lý 10 cây. Đây, 10 cây thanh lý. Tổng toàn bộ đây mọi người nhá. Có một cây này, cây này là em nghĩ là mít đồng xu rụt rịt luôn này. Đấy, mít đồng xu luôn này. Chỉ có mỗi một lá duy nhất. Đấy. Rồi, tổng toàn bộ ở đây cũng là 10 cây thanh lý với giá là 250k. H35. H36. 36 đơn này gồm có là 7 cây. 1 2 3 4 5 6 7. 7 cây này cũng có giá là 250k. H36. H37
đơn này cũng là 7 cây. 7 cây nhá. 1 2 3 4 5 6 và đây là 7. Đấy, 7 cây này với giá là 270k. 7 cây lá cứng, lá ngắn, bản lá mít to nhá. H38 đơn này gồm có 5 cây. 5 cây đẹp luôn. 1 2 3 4 5 5 cây này với giá là 250k. 250k H38. H39 đơn này cũng là một đơn 5 cây. 1 2 3 đẹp luôn nhá. 4 5 đấy, 5 cây này cũng có giá là 250k. H39. Cuối cùng là H40. 40. 1 đấy, lá rất đã luôn. 2 3 4 và đây là 5. 5 cây này cũng có giá là 250k. 250k. Đấy, H40. Đấy là tổng toàn bộ 40 lô chiều hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn nhá. Ai lựa chọn được lô nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Xin nhắc lại số điện thoại 0981088852. Kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nhé.